Cô chào tất cả các em học sinh. Tiết học hôm nay chúng ta tìm hiểu bài 29, đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp. Em hãy mở sách giáo khoa trang 95, 96 và 97. Lưu ý kết hợp những thông tin hình ảnh trong sách giáo khoa để cùng tìm hiểu bài. Chân khớp gặp ở khắp nơi trên trái đất, chúng có thể sống ở dưới nước, ở trên cạn, ở dưới nước như là ở ao, hồ, sông hay cả ở ngoài biển khơi. Có thể sống trong lòng đất hay ở trên không trung, sống cả ở những nơi khí hậu khắc nghiệt như là sa mạc hay là vùng cực. Chúng có thể sống tự do hay là sống ký sinh. Như vậy, chân khớp tuy rất đa dạng nhưng chúng đều mang những đặc điểm chung nhất của toàn ngành, đó là những đặc điểm chung nào và vai trò thực tiễn của chúng ra sao. Chúng ta sẽ tìm hiểu ba nội dung này trong bài học hôm nay. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1, đặc điểm chung. Sau đây các em hãy quan sát một số đặc điểm của các đại diện. Đặc điểm đầu tiên đó là phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất là linh hoạt. Đặc điểm thứ hai đó là cấu tạo cơ quan miệng gồm nhiều phần phụ tham gia để giữ bắt nè, giữ và chế biến con mồi. Đặc điểm thứ ba đó là sự phát triển của chân khớp và tăng trưởng gắn liền với hiện tượng lột xác, thay vỏ cũ bằng lớp vỏ mới thích hợp với cơ thể. Đặc điểm thứ tư đó là cơ thể của chúng có lớp vỏ chitin vừa che chở bên ngoài, vừa là chỗ bám cho cơ, do đó có chức năng như xương và được gọi là bộ xương ngoài. Đặc điểm thứ năm đó là cấu tạo mắt kép. Mắt kép như là có ở tôm sông nè, sâu bọ, gồm nhiều ô mắt kép lại, mỗi ô mắt có đủ màng sừng, thể thủy tinh và các dây thần kinh thị giác. Đặc điểm thứ sáu, một số tập tính ở chân khớp như là ví dụ ở đây là tập tính của kiến, đó là một số loài kiến biết chăn nuôi các con rệp sáp để hút dịch ngọt do rệp tiết ra làm nguồn thức ăn cho chúng. Nhá. Như vậy qua 6 đặc điểm này các em sẽ chọn ra đâu là đặc điểm chung nhất của cả ngành chân khớp, có nghĩa là đặc điểm đó vừa là đặc điểm chung cho cả ba lớp, đó là lớp sâu bọ, lớp giáp xác và lớp hình nhện các em đã học. Đó là đặc điểm gì? Đây các em, đặc điểm đầu tiên đó là chúng có phần phụ phân đốt khớp động nên các phần phụ của chúng rất linh hoạt nhé. Đặc điểm tiếp theo, đặc điểm thứ hai cho đặc điểm chung đó là sự phát triển của chân khớp gắn liền với hiện tượng lột xác nhé. Và đặc điểm thứ ba về đặc điểm chung đó là cơ thể của chúng có lớp vỏ chitin để che chở và bảo vệ, vừa là chỗ bám cho cơ nhé. Đấy là ba đặc điểm chung nhất cho cả ngành chân khớp. Em hãy ghi ba đặc điểm này vào trong vở của mình nhé. Chúng ta chuyển sang phần 2, tìm hiểu về sự đa dạng của chân khớp như thế nào. Chân khớp có sự đa dạng về cấu tạo và môi trường sống như thế nào? Đây là nội dung bảng 1, trang 96. Em hãy hoàn thiện bảng này bằng cách đánh dấu chéo và ghi theo yêu cầu trong bảng 1. Đến đây em hãy dừng video lại đôi phút. Em hãy hoàn thiện bảng này ở sách giáo khoa, sau đó cho video chạy tiếp để kiểm tra bài làm của mình như thế nào nhé. Kết quả của bảng này đó là gì? Các em cùng theo dõi nha. Về môi trường sống, giáp xác như là đại diện tôm sông, là môi trường của nó là nó ở nước. Lớp hình nhện như ví dụ như nhện thì sống ở, thường ở những nơi ẩm nè. Còn sâu bọ ví dụ như là châu chấu thì sống ở trên cạn nha. Về các phần cơ thể, có nghĩa là cơ thể của nó chia ra làm mấy phần chính đây các em, thì giáp xác và lớp hình nhện, cơ thể chia ra làm hai phần chính. Các em còn nhớ đó là phần đầu ngực dính liền lại với nhau, phần thứ hai đó là phần bụng. Còn riêng lớp sâu bọ thì các phần cơ thể chia ra làm ba phần rõ rệt, đó là có phần đầu, phần ngực và phần bụng riêng biệt nha. Về đặc điểm của râu thì như thế nào? Giáp xác thì có hai đôi râu, lớp hình nhện thì không có râu và lớp sâu bọ có một đôi râu nha. Về chân ngực, số đôi chân ngực thì giáp xác là có 5 đôi nè, lớp hình nhện có 4 đôi và lớp sâu bọ có 3 đôi. Về đặc điểm của cánh,
Đó là giáp xác lớp hình nhện, đương nhiên là nó sẽ không có cánh. Riêng sâu bọ là có hai đôi cánh, em còn nhớ ha, là nó sẽ có cánh nha. Như vậy chân khớp rất đa dạng về gì, đặc điểm về cấu tạo nè, về môi trường sống nhớ các em ha. Ngoài đa dạng về môi trường sống thì chân khớp còn đa dạng về tập tính, chúng ta cùng tìm hiểu xem nó đa dạng về tập tính như thế nào. Đây các em, đây là bảng 2 trang 97. Em sẽ hoàn thiện bảng này bằng cách đánh dấu chéo vào ô trống cho phù hợp, chỉ rõ tập tính đặc trưng của các đại diện nha. Đến đây em hãy dừng video lại, hoàn thiện bảng này ở trong sách giáo khoa, sau đó cho video chạy tiếp. Chúng ta sẽ kiểm tra kết quả như thế nào. Đây các em, thứ nhất nhé, về tập tính tự vệ và tấn công thì ở đây có những đại diện nào? Đó là có ở tôm, tôm ở nhờ, nhện, kiến, ong mật nhé. Tập tính thứ hai đó là dự trữ thức ăn. Con nào dự trữ thức ăn? Đó là nhện, kiến và ong nè. Rồi tập tính dệt lưới để bắt mồi chỉ có ở nhện. Cộng sinh để tồn tại đó là tôm ở nhờ, cộng sinh với hải quỳ, các em đã được học nha. Sống thành xã hội như là kiến, ong mật, chăn nuôi động vật khác đó là kiến nè. Được cái nhận biết nhau bằng tín hiệu, ví dụ như cụ thể đó là có ở con ve sầu. Chăm sóc thế hệ sau như là ở gì, nhện nè, kiến nè, ong ha. Đấy. Như vậy qua đó chúng ta thấy rằng là chân khớp rất đa dạng về tập tính, mỗi loài có một tập tính khác nhau ha, phù hợp với đời sống của chúng nhé. Như vậy nhờ sự thích nghi với điều kiện sống và môi trường sống khác nhau mà chân khớp rất đa dạng về cấu tạo nè, về môi trường sống và tập tính nhé. Em hãy ghi nội dung chính này vào trong vở của mình. Chúng ta chuyển sang phần 3, tìm hiểu về vai trò thực tiễn của chân khớp như thế nào. Chân khớp rất là đa dạng và phong phú. Như vậy thì chúng có những vai trò thực tiễn như thế nào trong tự nhiên cũng như là trong đời sống của con người? Đây là nội dung bảng 3 ở trang 97. Hãy dựa vào kiến thức đã học liên hệ đến thực tiễn thiên nhiên. Em hãy điền tên một số loài chân khớp và đánh dấu tích vào ô trống sao cho phù hợp. Đến đây em hãy dừng video lại đôi phút. Em hãy tự hoàn thiện bảng này vào trong sách giáo khoa, sau đó cho video chạy tiếp để kiểm tra kết quả bài làm của mình như thế nào nhé. Trước tiên đó là lớp giáp xác thì gồm có các đại diện như là tôm nè, cua, sun, chân kiến, ký sinh. Lớp hình nhện thì gồm có như là các loài nhện nè, ve bò, cái ghẻ nha. Lớp sâu bọ thì gồm có như là châu chấu, cào cào, hay là cà cuốn như là ong mật nè, ruồi, muỗi, vân vân ha. Về mặt có lợi thì những đại diện này, đại diện nào là có lợi nè, chúng ta sẽ tích vào đại diện cho phù hợp. Đó là có lợi như là tôm, cua đồng, hoặc là ong mật có thể để làm gì, làm thuốc chữa bệnh nè, làm thực phẩm nè, thụ phấn cho cây nhé. Về có hại thì có những đại diện nào đây? Đây các em, như là sun hay là chân kiến, ký sinh, ve bò, ve chó, cái ghẻ, hay châu chấu, cào cào, ruồi, muỗi nhé. Nó có hại, đó là hại cây trồng, hại đồ gỗ trong nhà, truyền bệnh vân vân nhé. Đó là những vai trò thực tiễn của chúng. Như vậy chúng có lợi về nhiều mặt như làm thuốc chữa bệnh, làm thực phẩm, thụ phấn cho cây trồng, nhưng cũng gây tác hại không nhỏ như là gây hại cây trồng, hại đồ gỗ trong nhà hay là truyền bệnh. Thì hại cây trồng lớn nhất đó là nạn gì mấy em? Đó là dịch châu chấu nha. Trên đây chúng ta cùng giải đáp một số câu hỏi ở cuối bài sách giáo khoa nha. Câu hỏi đầu tiên đó là trong số các đặc điểm của chân khớp thì các đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phân bố rộng rãi của chúng? Đó là
Chân khớp được phân bố rộng rãi trong tự nhiên nhờ chúng có những cái đặc điểm như sau. Đó là cơ quan hô hấp đa dạng như là thở bằng mang, sống ở nước, thở bằng các ống khí và phổi, thích nghi ở cạn, v.v. Cơ quan di chuyển của chúng phát triển mạnh và rất linh hoạt, giúp chúng di chuyển nhanh và xa một cách dễ dàng, như là có nhiều hình thức như là bơi, bò, bay, nhảy. Câu hỏi thứ hai. Đặc điểm nào khiến cho chân khớp đa dạng về tập tính và môi trường sống? Đó là do chân khớp có hệ thần kinh và giác quan phát triển nè, giúp chúng đa dạng về tập tính. Về cấu tạo, các phần phụ của chân khớp phân đốt khớp động với nhau, cơ quan hô hấp phát triển đa dạng, giúp chúng về môi trường sống, phát triển về môi trường sống, phân bố ở nhiều môi trường á. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ ba. Trong ba lớp của chân khớp, giáp xác hình nhện và sâu bọ thì lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất và cho ví dụ? Đương nhiên đó là gì? Lớp giáp xác nha. Đây là lớp có giá trị thực phẩm lớn nhất, ví dụ như là tôm hùm, tôm sú, tôm he, tôm càng, vân vân. Có chất lượng dinh dưỡng cao, là dễ chế biến, đó là nguồn thực phẩm xuất khẩu có giá trị nhé em. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Lưu ý các em hãy ghi đầy đủ nội dung bài học theo yêu cầu học bài, và lưu ý trong tuần sau chúng ta sẽ chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi học kỳ sắp tới nhé. Cô mến chào tất cả.